Chúc mừng bà Tình đạt 1 triệu subscribe. Các cháu ơi, đây, bà đã làm xong, quay xong con lợn siêu to khổng lồ rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, hôm nay bà vui lắm các cháu ạ. Vì kênh YouTube của bà làm được hơn 1 năm rồi, đã đạt được 4 triệu lượt subscribe. Thì các cháu ơi, bây giờ bà gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả các cháu cùng gia đình nhá. Bà chúc tất cả các cháu cùng gia đình có một sức khỏe thật là dồi dào, an khang và thịnh vượng nhá. Các cháu cố gắng học giỏi để mang lại hiệu quả cao cho bố mẹ vui mừng nhá. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà sẽ nướng một con lợn quay siêu to khổng lồ để ăn mừng nhá các cháu nhá, để bà mới cùng với các cháu thưởng thức. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của một con lợn quay hôm nay này đấy. Bà chuẩn bị một con lợn quay này rất chi là to này, con lợn rất to này. Con lợn này bà nuôi 1 năm rồi các cháu ạ, nó là già lợn lắm. Và các cháu ơi, gia vị là bao gồm là có lá mắc mật này đấy, không thể thiếu món lợn quay, không thể thiếu lá mắc mật này. Còn đây, đây là nước sốt gia vị của lợn quay đây. Trong này là có đường, muối này, bột mì chính này, bột ngọt này, rồi là hạt mốc mật này, rồi hương vị quế này, hương vị hồi này, đấy, đầy tỏi nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn. Bà sẽ đút bỏ gia vị vào trong con lợn nhá, sau bà tẩm ướt bà cho lên quay nhá. Rồi thì bà làm xong rồi, bà làm mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Rồi bây giờ bà đi thực hiện luôn nào. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà bỏ gia vị vào một con lợn này nhá. Rồi đấy, trước tiên là bà sẽ nhét lá mốc mật. Wow, đây bà nhét lá mốc mật đấy, bà bỏ lá mốc mật vào đấy. Sau bà sẽ khâu cái chỗ này vào đấy. Thế bà cho thật nhiều vào, khi quay nó gặp lửa các cháu ạ, là nó toát hầm nước ra là nó thơm đấy. Rồi bà có bớt lại mấy cái để cho vào đằng cổ của con lợn. Rồi đây, bước tiếp theo là bà sẽ bỏ gia vị vào đây các cháu này, đấy bao gồm đấy. Rồi bà nhét vào. Đấy bà bỏ vào này, sau khi quay nó nóng các cháu ạ, là nó đấy. Các cháu ạ, bây giờ bà sẽ khâu hàn gắn chỗ này nó lại. Bà nhá. Nào, con đặt vào, chắc là vào. Đấy, bà lại dón một cái bếp rồi các cháu này. Đấy. Wow. Rồi, nào bây giờ quay. Bà nhờ con trai quay giúp bà các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy cái con lợn này nó cũng to, nó nặng, bà có nhờ con trai bà quay giúp bà nhá. Đấy. Lần đầu tiên mình quay lợn các bạn ạ. Thì các cháu ơi, bà quay được một lát sau nữa là bắt đầu bà sẽ quét mật ong vào nhá. Quét nước mật ong vào để cho cái da của con lợn nó lên màu mà nó ngon các cháu nhá. Đấy. Các cháu ơi, đây thế là bà quay xong con lợn nó chín rồi nha các cháu ạ. Thì bây giờ bước tiếp theo là bà sẽ chọc cái lỗ ở cái bụng của con lợn này ra để bà lấy cái nước nó ra nhá. Lấy cái nước cốt, trong này là nó rất nhiều nước các cháu ạ. Để sau rồi chấm ăn kèm cùng với lại thịt nhá. Rồi, bây giờ bà lấy nước ạ.
Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Nước nó ra đấy, nó ra rất nhiều. Các cháu ơi, đấy, bây giờ bà bỏ nước nó ra lại. Đấy các cháu nhìn thấy chưa? Nó rất chi là nhiều nước. Cái nước này sau chấm ăn kèm cùng với thịt ngon lắm các cháu ạ. Đấy, thơm phức. Nào là hương vị quế, nào là hương vị hồi, nào là hương vị quả mốc mật, lại hương vị tỏi. Đấy, nó hòa quyện vào, giờ nó vào đây nó bỏng, nó gặp đấy các cháu nhìn thấy chưa? Chúc mừng bà Tân đạt 1 triệu subscribe. Quay xong con lợn siêu to khổng lồ rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Thì đấy các cháu ạ, bà có cả chuẩn bị cả bánh mì để ăn kèm này. Đấy, ăn kèm đây. Thì bây giờ bà cắt ra nhá. Bà mời em với lại mời các cháu nhá. Vâng, vâng ạ. Thì em múc cho chị cái nước đây. Đây là nước của con lợn nó ra này các cháu này. Đấy, đây là nước chấm các bạn ạ. Nước chấm rồi. Cháu ơi, bây giờ bà thái con lợn nhá. Đúng con cóp. Thế là bà cứa, có khó cứa không nhỉ? Quá à, bà hồi hộp. Hơi dai. Kêu cộp cộp rồi các cháu ạ. Thơm lắm mà Tân ạ. Thơm lắm. Hàng xóm con người thấy mùi thơm. Cái pizza nó giòn luôn. Các cháu ạ, có khả năng là bà phải mang đi chặt thôi. Cũng lắm rồi. Không, thế này không cứa được. Cô ơi, em mang đi chặt. Vâng, thưa đại đại. Các cháu ơi, bà mang đi chặt ra nhá. Không thế này không ăn được đây. Quá. Giá giòn quá. Các cháu ơi, đấy thế là nó cứng quá mà. Thế là bà có mang đi băm rồi đây các cháu này. Bà băm hai khay rồi đấy các cháu, nhìn ngon chưa? Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Thì bây giờ em mời chị, mời em với lại các cháu nhá. Vâng. Em mời chị nhá, cô mời các cháu này. Hấp dẫn quá bà ơi. Bây giờ chuyển lấy chuyển này. Cháu ơi, đây bà nhúc cho mấy cái lá ở trong cái bụng của con lợn đây là ăn kèm này. Bánh mì đấy nhá. Cháu ăn nhá. Cháu lấy bánh mì đi, lấy bánh mì đi. Cháu lấy bánh mì đi. Ê em. Lấy bánh mì đi. Phát cho mấy bạn. Cháu mì. Hàng xóm bên cạnh gửi cho mùi thơm. Ba em một cái. Nước là cháu truyền cho các bạn một bạn ấy. Ôi trời ơi, xa lành. Da nó giòn, nó long ra các cháu ạ. Nó long ra. Mừng thầy bà. 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 Mình mời tất cả các bạn nào. Anh chị ạ. Quê. 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 Bà để găng tay đây bà, nào bà cắt cái bánh mì. Mời các bạn ạ. Các cháu ạ, bà cắt bánh mì ra ăn kèm các cháu ạ. Anh gì lúc thôi chị. Đây cháu ơi, bánh mì đây con. Lần đầu tiên ăn ra rồi. Đây lần đầu tiên. Sao? Ngon lắm các bạn, giòn như bánh đa luôn. Như bánh đa kế luôn các bạn. Bao nhiêu năm cô mới được ăn một bữa thì lại quay như này. Đậm đặc lắm các bạn. Các cháu ơi, da giòn kháy. Thơm vị mốc mật lại vị hồi rồi vị tỏi rồi vị quế. Đại ngọt ngọt vị thịt lợn nữa cháu ạ. Tuyệt vời. Các cháu ơi, đây bà chấm thịt lợn với lại cái nước sốt ở trong bụng của nó ra này các cháu này. Ngọt tháo các cháu ạ. Các cháu ăn mạnh lên, cháu làm hết rồi lấy đi. Lấy thịt đi.
Các cháu ăn thật được đây lâu lắm. Tôi mới được phở một bữa thịt quay như này. Ăn mặn. Khuôn mặn nhanh em ơi, mặn này. Vâng. Trong cái nước này của nó tuyệt vời. Các cháu ơi, đấy, hôm nay các cháu vào nhà bà chơi chúc mừng bà 4 triệu sắp. Vui lắm các cháu ạ. Đấy. Thế là cái liềm mong ước bao nhiêu ngày bà mong đợi, thế là đến giờ này là trở thành hiện thực. Thì bà cảm ơn tất cả các cháu nhá. Và chúc các cháu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Đấy, đã ủng hộ bà rất nhiều. Các cháu ơi. Đây nhé là mấy bà cháu nhà bà ăn cũng không hết được, các cháu ở vẫn còn. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Để cho bà nhiều sức khỏe nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người ạ. Chấm cái đây nhá.